Sau đây em lại giới thiệu một sản phẩm mà em vừa làm xong rồi. Đây là cái quạt sưởi cho gà bằng sợi carbon siêu bền. Và bên trong đây như nó có này. Đây là mô hình em đang làm thôi, mà chưa em chưa hoàn thiện xong. Khi hoàn thiện xong em sẽ đưa lên thị trường luôn. Em đang test thử. Và đây là cái bộ quạt. Bắt đầu em sẽ điều chỉnh này. Bắt đầu quạt thổi ra nên áp suất sẽ có bọn nó nóng dần.